Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 300 triệu đồng. Trước đó, công an xã Hà Linh nhận được thông tin từ ngân hàng Agribank chi nhánh Phúc Đồng về việc một phụ nữ đến ngân hàng để thế chấp sổ đỏ vay 300 triệu đồng. Người này được xác định là chị Ngờ TT, ngụ ở xã Hà Linh. Chị T dự định sử dụng số tiền này để chuyển cho các đối tượng mời gọi đầu tư vào app nuôi bò. Ngay khi nhận được thông tin, công an xã Hà Linh đã nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền và giải thích cho chị T về những rủi ro và khả năng bị lừa đảo. Tuy nhiên, chị T vẫn kiên quyết thực hiện giao dịch. Trước tình hình này, công an xã đã mời chị Tê đến trụ sở để cung cấp thông tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự đang diễn ra trên không gian mạng. Sau khi nghe giải thích, chị Tê mới nhận ra mình bị lừa. Theo lời kể của chị Tê, chị được một người dùng Facebook tên Đức Tiến có chú thích muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ, kết bạn và nói chuyện làm quen một thời gian, sau đó rủ đầu tư vào app nuôi bò. Thấy lợi nhuận cao nên chị Tê đã chuyển cho các đối tượng số tiền 80 triệu đồng và được trả lãi ban đầu là 21,5 triệu đồng. Sau đó các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 300 triệu đồng để có lãi suất cao hơn. Rất may, sự can thiệp kịp thời của công an xã Hà Linh đã giúp chị T tránh được mất mát lớn hơn. Mới đây, Tổ công tác đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho hàng của anh Lưu Hải Bắc, sinh năm 1992, có địa chỉ tại thôn Bắc Khu, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong kho có 230 chiếc xe đạp điện. Anh Bắc, chủ kho hàng, đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Toàn bộ số xe đạp trong kho không ghi thông tin về hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số xe đạp điện trong kho để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. Việc các đối tượng sản xuất lắp ráp và bán các loại xe đạp điện chưa được kiểm định, cấp phép để bán ra thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt quan tâm tới chất lượng, lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc và thông tin rõ ràng tránh để bỏ tiền thật mua hàng kém chất lượng. Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Quảng Ninh, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra điểm kinh doanh, bán hàng trực tuyến đối với gian hàng Hương Anh Food and Nets, TikTok Shop Hương Anh trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Theo đó, ngày 26 tháng 8, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh của một cửa hàng TikTok có tên Hương Anh Food Nest trên địa bàn phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy, từ đầu tháng 8 đến nay, TikTok shop Hương Anh đã mua hơn 4.500 gói hạt mic và gần 1.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất để tiến hành live stream bán trên TikTok kiếm lời. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1993, chủ tài khoản TikTok shop Hương Anh Food NS khai nhận đã bán được gần 3.500 sản phẩm trên mạng xã hội TikTok số còn lại đang livestream và bày bán trên TikTok Shop thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Toàn bộ số hàng hóa trên được mua từ một người quen trên mạng Facebook để bán kiếm lời nên không được dán mãn phụ theo quy định về nhập khẩu và không có hóa đơn chứng từ và tài liệu kèm theo. Sau khi xác minh, đội quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Hương với các hành vi không thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền phạt là 17,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị bắt giữ. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hương còn bị buộc nộp lại gần 13 triệu đồng số lợi bất hợp pháp có được do đã bán số hàng hóa vi phạm trên nền tảng TikTok. Ngày 29 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua đã tiếp nhận xử lý giải quyết nhiều tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tài khoản nhận tiền chiếm đoạt là tài khoản của các tổ chức doanh nghiệp giả mạo. Theo cơ quan công an, hiện nay ngân hàng nhà nước đã triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng hoặc tổng trị giá các giao dịch trong ngày lên đến 20 triệu đồng phải xác thực bằng sinh chắc học. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với chủ tài khoản là cá nhân, còn đối với tổ chức doanh nghiệp thì không. Các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở từ việc đăng ký tài khoản tại các tổ chức tín dụng đối với giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp, sử dụng thông tin của công dân sau đó đăng ký nhiều tài khoản doanh nghiệp. Đáng chú ý, các pháp nhân ma lấy tên doanh nghiệp gần giống với các tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, ví dụ VinGroup, Vinpearl, VinFast hoặc giả mạo các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước, các cơ quan đoàn thể, tổ chức quỹ hoạt động từ thiện nhằm gây hiểu lầm cho người chuyển tiền đến. Vì vậy, để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân cần cảnh giác khi chuyển tiền đầu tư vào các công ty, tổ chức khi chưa rõ thông tin cụ thể, xác thực về công ty, tổ chức đó cần tỉnh táo trước lời dẫn dụ làm quen trên mạng và mời chào đầu tư nếu muốn đầu tư hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định Theo Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, hệ thống tự động quảng cáo với những nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành yếu tố để tội phạm mạng vượt qua hàng rào bảo mật cũng như những chính sách mà YouTube đặt ra khiến cho nền tảng này trở thành không gian hoạt động của tội phạm mạng. Theo thông tin mà trang dữ liệu Avast Street Intelligence cung cấp, tình hình lừa đảo trên nền tảng YouTube ngày một phổ biến với thủ đoạn tinh vi như gửi email chứa mã độc, mời hợp tác giả mạo các công ty nhãn hàng, tạo video với nội dung hướng dẫn bẻ khóa các phần mềm mất phí. Nội dung video lừa đảo đáng chú ý trong thời gian gần đây là những đoạn video được chỉnh sửa bởi công nghệ deepfake nhằm mạo danh người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng. Đối tượng sử dụng công nghệ AI để giả mạo giọng nói, quảng bá và dẫn dụ người dùng sử dụng những dịch vụ có chứa mã độc. Với sự phát triển của công nghệ, những video kể trên đều rất công phu khiến cho những đối tượng như là người già và trẻ em khó có thể phát hiện được. Thậm chí, nền tảng này còn đang trở thành nơi để tội phạm buôn bán các phần mềm mã độc cũng như mời gọi người dùng tham gia vào hành vi phạm tội. Trước thông tin trên, cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng mạng xã hội nói chung và người dùng YouTube nói riêng cẩn trọng trước các nội dung chào mời tham gia dịch vụ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc người dùng cần xác thực thông tin của những nội dung trên mạng xã hội tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp phục vụ vào mục đích phi pháp tuyệt đối không truy cập vào những đường dẫn không rõ nguồn gốc các đường dẫn quảng cáo hạn chế tối đa tải xuống những ứng dụng lạ tránh bị đối tượng tấn công mã độc chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài sản ngoài ra người dùng cũng nên sử dụng những phần mềm diệt virus chính thống nâng cao bảo mật cho thiết bị cá nhân luôn bật tường lửa trong quá trình sử dụng thiết bị không kết nối vào các wifi lạ tại nơi công cộng khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định